Kính chào các khán thính giả của Sao Đỏ TV. Trong bản tin 18 giờ tối ngày hôm nay, ngày 20 tháng 12, chúng tớ sẽ quay trở lại câu chuyện về lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam để gửi tới các bạn một số mẫu xe tăng thuộc nhóm vũ khí chiến lợi phẩm. Mặc dù có thời gian phục vụ ngắn và không để lại nhiều ấn tượng, nhưng đó cũng là một phần lịch sử của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam mà chúng ta không nên quên. Mở đầu giai đoạn 2 của series trang bị xe tăng thiết giáp Việt Nam từ lịch sử tới hiện tại, chúng tôi mời các bạn ngược dòng thời gian về thập niên 50 để cùng ghé thăm một dòng xe tăng có thể coi là đầu tiên của quân đội ta trước cả khi T-34-85 lăn những vết xích đầu tiên trên lãnh thổ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mặc dù lịch sử quân đội ta không coi đây là mẫu xe tăng đầu tiên trong lịch sử hào hùng của bộ đội tăng thiết giáp, nhưng nếu tính về mốc thời gian thì chúng tôi tin rằng M24 Chafir là mẫu xe tăng đầu tiên mà quân đội nhân dân Việt Nam có trong tay. M24 Chafir là tên gọi mẫu xe tăng hạng nhẹ do Mỹ sản xuất và trang bị phổ biến cho quân đội Mỹ cũng như lực lượng đồng minh trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Mẫu xe ra đời ngay trong thời điểm cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đang ở giai đoạn khốc liệt nhất. Trên cơ sở, các kinh nghiệm tác chiến của người Anh tại Bắc Phi đã cho thấy xe tăng hạng nhẹ M3 Stut với pháo chống tăng 37 ly kém hiệu quả và không xi nhê so với tăng Đức. Nắm bắt yêu cầu của chiến trường, Cục Quân khí Quân đội Hoa Kỳ cùng với hãng Cadillac đã nghiên cứu thử nghiệm trang bị khẩu pháo 75 ly uy lực hơn lên khung gầm xe tăng M3. Tuy nhiên, khung gầm M3 đã quá lỗi thời. Đó là tiền đề cho sự ra đời của thiết kế xe tăng hạng nhẹ T7, nhưng do trọng lượng khi đó tăng lên tới 25 tấn đã đưa nó ra khỏi phân khúc tăng hạng nhẹ và được chỉ định là xe tăng hạng trung M7. Nhưng việc tăng trọng lượng không tăng công suất khiến M7 không đạt yêu cầu. Chương trình bị đình chỉ vào tháng 3 năm 1943 để chuẩn hóa một loại tăng hạng trung duy nhất M4 Siemens. Điều này đã khiến Ủy ban Quốc phòng ban hành thông số kỹ thuật cho một mẫu xe tăng hạng nhẹ mới có cùng hệ thống chuyển động như mẫu xe tăng M5A1 nhưng trang bị pháo 75 ly. Do tình hình cấp thiết của chiến trường, tháng 4 năm 1943, Cục Quân khí và Cadillac bắt đầu sản xuất dự án mới được chỉ định là xe tăng hạng nhẹ T-24 sử dụng động cơ và hộp số của M5 cùng một vài đặc điểm của tăng M7. Vì là phân khúc tăng hạng nhẹ, T-24 có bộ giáp cực kỳ nhẹ nhưng được vát nghiêng để tăng hiệu quả chống đạn, giáp tháp pháo dày từ 25 đến 38 ly trong khi giáp mặt trước thân xe là 25 ly. Về vũ khí, người ta đã sử dụng khẩu pháo 75 ly trọng lượng nhẹ, thiết kế phái sinh từ khẩu pháo T-13E1 cỡ 75 ly trang bị trên máy bay ném bom B-25H. Khẩu pháo này cơ bản có đường đạn tương đương các mẫu pháo 75 ly trên xe tăng Mỹ bấy giờ nhưng có thành nòng mỏng hơn và cơ chế giảm giật phù hợp với khung gầm hạng nhẹ. Nó được định danh là pháo 75 ly M6, trang bị đạn xuyên thép M72 nặng 6,3 cân, sơ tốc đầu nòng 619 m/giây. Về khung gầm, người ta trang bị cho mẫu tăng mới giải xích có bề rộng 41 cm, hệ thống treo thanh xoắn tương tự pháo chống tăng M18 Hellcat. Hệ thống treo này được tuyên bố là mang lại cảm giác lái êm ái hơn so với hệ thống treo xoắn ốc. Ngày 15 tháng 10 năm 1943, nguyên mẫu T-24 đầu tiên được chuyển giao, thiết kế được đánh giá là thành công và 1.000 chiếc được chế tạo ngay lập tức. Sau đó, con số này tiếp tục tăng lên 5.000 chiếc. Việc sản xuất bắt đầu vào năm 1944 với định danh chính thức là xe tăng hạng nhẹ M24. Vào thời điểm nhận quyết định dừng sản xuất vào tháng 8 năm 1945 đã có 4.731 xe tăng M24 được sản xuất. Ước tính giá sản xuất một chiếc bấy giờ là 39.653 đô la, tương đương với thời giá năm 2023 là khoảng 700.000 đô. M24 có trọng lượng tổng thể 18,37 tấn, dài 5,56 m, rộng 3 m, cao 2,77 m, kíp chiến đấu 5 người bao gồm chỉ huy xe, lái xe, hai pháo thủ và một điện đài viên kiêm lái phụ. Hỏa lực có một khẩu pháo 75 ly M6 gắn trên giá pháo M64, cùng kho đạn 48 viên nạp bằng bánh mì và xúc xích. Ngoài ra, còn có một khẩu đại liên M2 12 ly 7 cùng hai khẩu trung liên 7,62 ly. Trong đó, pháo 75 ly M6 được trang bị đạn đổ phá mảnh kiểu M48 nặng 6,75 cân và đạn xuyên thép M72 nặng 6,3 cân. Chúng tôi không tìm được thông tin cụ thể về hiệu quả luồng xuyên của đạn M72, nhưng một số đánh giá cho biết nó có tác dụng nhất định với xe tăng hạng trung kiểu Panzer 3 và 4 của Đức với cấp độ giáp khoảng 50 ly. Còn nếu phải đối mặt với dòng tăng hạng nặng Tiger hay tăng hạng trung Panther thì tốt nhất kíp chiến đấu một là chạy thật nhanh, hai là cầu nguyện. Được cái, nhờ trọng lượng nhẹ nên tốc độ của M24 khá tốt, đạt tới 56 km/h với động cơ 220 mã lực, dự trữ hành trình 160 cây số. Nhìn chung, M24 không có gì để nói nhiều trên chiến trường khi nó được tạo ra với vai trò của một mẫu xe tăng hạng nhẹ, thường đảm trách các nhiệm vụ trinh sát pháo binh, yểm trợ hỏa lực hơn là đấu tăng chiến trường.
Tuy nhiên, nếu giao chiến với đối phương không có xe tăng, xe bọc thép, pháo binh hiện đại tương đương thì M24 là một con quái vật thật sự. Hãy tưởng tượng xem cái thời mà chưa có súng chống tăng tin cậy, uy lực như B40, B41 trong tay người lính chỉ có thủ pháo và lựu đạn thì M24 hay M4 Seaman đều là những con quái vật kinh hoàng. Vậy tại sao M24 lại có trong tay lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam? Chuyện này phải nói rằng có liên quan mật thiết với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954 và nhất là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954. Nói một cách vắn tắt, để trợ giúp Pháp tiếp tục cuộc chiến tranh ở Việt Nam, từ cuối thập niên 40, Mỹ bắt đầu nhúng tay vào cuộc chiến với việc là nhà cung cấp vũ khí quy mô lớn cho Pháp lúc này đang gặp khó khăn do hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Cụ thể, một nhóm cố vấn quân sự Hoa Kỳ đã được Tổng thống Harry Truman cử tới Việt Nam từ tháng 9 năm 1950 để hỗ trợ Pháp đang bị xa lầy. Từ tháng 1 năm 1951, người Pháp nhận được 20 xe tăng M24, 40 khẩu pháo, 105 ly, 250 quả bom thông thường và cả bom napalm cùng đạn dược, vũ khí tự động. Tới tháng 1 năm 1953, Pháp đã nhận được 900 xe thiết giáp cùng với 15.000 xe vận tải các loại, gần 2.500 khẩu pháo, 24.000 vũ khí tự động, 75.000 vũ khí cá nhân và gần 9.000 máy radio. Ngoài ra, không quân Pháp đã nhận được 160 máy bay F-6F Hellcat và F-8F, 41 máy bay ném bom B-26, 28 máy bay vận tải C-47 cùng với 150 động cơ máy bay và 93.000 quả bom. Cho tới khi Pháp thất bại hoàn toàn thì phía Mỹ đã viện trợ trên 1 tỷ đô mỗi năm, tương đương khoảng 5,8 tỷ đô theo thời giá năm 2004 và chi trả 78% chi phí chiến tranh của Pháp ở Đông Dương. Đến cuối chiến tranh, gần 80% chiến phí chủ yếu của Pháp do Mỹ cung cấp lên đến 1,5 tỷ đô. Đến cuối cuộc chiến tranh, người Mỹ đã trực tiếp chở khoảng 16.000 quân Pháp vào Điện Biên Phủ và hỗ trợ không quân cho quân Pháp. Tính đến tháng 1 năm 1954, riêng về vũ khí và phương tiện chiến tranh, Mỹ đã viện trợ cho quân Pháp ở Đông Dương 360 máy bay, 1.400 xe tăng và xe bọc thép, 390 tàu chiến và tàu quân sự, 16.000 xe quân sự các loại, 175.000 súng trường và súng máy. Nhờ số lượng vũ khí viện trợ này mà người Pháp mới có thể duy trì được cuộc chiến. Về phần xe tăng M24, từ tháng 1 năm 1951, người Pháp đã nhận được những chiếc xe đầu tiên. Ngoài M24, quân Pháp còn nhận được các xe tăng M4 Seaman, M5 Stutt, pháo tự hành chống tăng M36 Jackson, toàn những tên tuổi lớn trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Trong cuộc quyết chiến chiến lược ở Điện Biên Phủ năm 1954, 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh được trang bị 2 tiểu đoàn pháo binh 105 ly, 1 đại đội pháo 155 ly, 2 đại đội súng cối 120 ly, đặc biệt là 1 đại đội xe tăng bao gồm 10 chiếc M24 Chaffee. Và như chúng ta đã biết, sau 54 ngày chiến đấu ác liệt, quân và dân Việt Nam đã giành thắng lợi chấn động địa cầu trước một đảo quân nhà Nghề, trang bị tận răng, vũ khí tiên tiến. Ngoài ý nghĩa về tầm chiến lược, về mặt quân sự, ta đã thu được toàn bộ vũ khí của đối phương, trong đó bao gồm 2 xe tăng M24 Chaffee. Và trong cuộc duyệt binh đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng tại quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 1 tháng 1 năm 1955, 2 xe tăng M24 Chaffee chiến lợi phẩm đã có vinh dự đứng trong đoàn quân Việt Nam diễu binh diễu hành trước sự chứng kiến của hàng vạn người dân thủ đô của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong những năm đầu xây dựng lực lượng để bảo vệ miền Bắc và sẵn sàng cho một cuộc chiến khó tránh khỏi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các xe tăng M24 Chaffee đã được sử dụng một vài năm cho tới khi Liên Xô viện trợ quy mô lớn chuẩn hóa lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam từ cuối năm 1959 trở đi. M24 được quân đội ta sử dụng bao lâu? Rất tiếc, chúng tôi không tìm ra được một tài liệu cụ thể nào mô tả chi tiết điều này. Chỉ biết rằng chúng tôi đã tìm được một vài hình ảnh ít ỏi cho thấy việc bộ đội ta huấn luyện hiệp đồng với xe tăng M24. Thực ra, ngoài hai chiếc thu được ở Điện Biên Phủ, ta còn sử dụng một chiếc M24 thứ ba trong một thời gian rất ngắn nhưng để lại lịch sử vẻ vang. Theo đó, trong trận chống càn Chen La Hai giữa năm 1971, quân giải phóng miền Đông Nam Bộ đã thu được 3 chiếc xe tăng bao gồm một chiếc M24 nhưng pháo không có kim hỏa nên không dùng được, chỉ dùng được súng máy. Động cơ thì trục trặc, chạy 30 phút là máy nóng, phải chờ máy nguội mới chạy tiếp được. Một xe tăng kiểu AMX-13 của Pháp sản xuất, ta gọi là M51, lại không có khóa nòng, chỉ dùng được súng máy 7,62 ly. Và một xe thiết giáp bánh lốp M8 nhưng bị thủng lốp. Số trang bị này từng thuộc lực lượng vũ trang Cộng hòa Khmer, một chế độ được Mỹ hậu thuẫn dựng lên sau cuộc đảo chính lật đổ Hoàng thân Sihanouk do Lon Nol và Hoàng thân Siramaktak cầm đầu tại Campuchia. Ngoài ra, trong trận chống càn toàn thắng Y-71 tại biên giới Campuchia, đoàn thiết giáp miền M-26 cũng thu được một xe tăng M-41 nhưng không có kính ngắm, muốn bắn phải ngắm qua nòng pháo. Mặc dù tình trạng xe rất tệ vì khi bỏ lại, đối phương đã phá hỏng các trang thiết bị, nhưng lực lượng này vẫn dìu nhau vượt 100 cây số về điểm ém quân cách căn cứ Sa Mát 3 cây số.
Sa Mát là một cứ điểm đồn trú của quân Sài Gòn nằm trên quốc lộ 22 cách biên giới Việt Nam-Campuchia chưa đầy 2 cây số. Cứ điểm này địch bố trí một tiểu đoàn thiếu có công sự phòng ngự kiên cố. Cứ điểm Sa Mát chỉ cách chi khu Thiện Ngôn khoảng 5 cây số. Bởi vậy, Sa Mát đã trở thành cứ điểm án ngữ sự xâm nhập của lực lượng chủ lực ta đối với chi khu Thiện Ngôn và cả hệ thống phòng ngự dọc lộ 22 bảo vệ tỉnh lỵ Tây Ninh. Đại đội tăng thiết giáp Quẻ Cụt của đoàn M26 có nhiệm vụ phối thuộc với một bộ phận của sư đoàn bộ binh 5 chủ lực miền đánh vào Sa Mát mở màn chiến dịch Nguyễn Huệ. Mặc dù các xe đều trong tình trạng kỹ thuật mà ngày nay gọi là vứt đi còn hơn, nhưng trong tình thế đó, lực lượng quân giải phóng vẫn quyết tâm sử dụng. Đến giờ hiệp đồng nổ súng ngày 1 tháng 4 năm 1972, cả 3 chiếc xe của đại đội 33 đoàn M26 đồng loạt lao thẳng vào cứ điểm Sa Mát. Chiếc xe M41 không có kính ngắm thì pháo thủ ngắm trực tiếp bắn bất kể loại đạn nào, dù là đạn xuyên hay đạn nổ. Trong khi pháo xe tăng M24 không có kim hỏa, không sử dụng được thì bắn bằng đại liên 12-7 gắn trên nóc xe và kết hợp gầm rú uy hiếp địch. Chiếc xe AMX-13 pháo không có khóa nòng thì bắn bằng đại liên kẹp nòng 7,62 ly. Cả 3 xe không có thông tin liên lạc thì quý ước xe M41 đi đầu lao vào là 3 xe cùng lao áp sát uy hiếp địch. Còn trong từng xe, các thành viên quý ước với nhau rằng thúc vào lưng là cho xe tiến, vỗ vào vai phải là cho xe sang phải, vỗ vào vai trái là cho xe sang trái, vỗ đỉnh đầu là cho xe dừng lại. Do lối đánh táo bạo và dũng mãnh, đưa sát xe vào mục tiêu trong khoảng cách 70-80m để bắn trực tiếp. Đây là một trận đánh có 102 của đại đội 33 đoàn M26 của binh chủng tăng thiết giáp Việt Nam. Được bộ binh sư đoàn 5 hợp đồng chặt chẽ nên quân địch ở cứ điểm Sa Mát chống trả không được bao lâu, nhất là khi xe tăng xuất hiện, xông thẳng, bắn trực tiếp vào những lô cốt đề kháng. Chỉ huy trưởng cứ điểm Sa Mát vội điện kêu cứu chi khu Thiện Ngôn là có xe tăng Việt Cộng, xin chỉ thị thượng cấp. Tên chỉ huy trưởng chi khu Thiện Ngôn hạ lệnh cho cấp dưới, có xe tăng Việt Cộng thì được thực hiện phương án 2, còn không phải vậy thì mai mời ông ra tòa án bình. Từ đài kỹ thuật của sở chỉ huy trận đánh ta đã bắt được tín hiệu ấy. Lực lượng bộ binh sư đoàn 5 và đại đội tăng thiết giáp 33 thừa cơ dứt điểm làm chủ trận địa. Địch sống sót tháo chạy vì chi khu Thiện Ngôn hoang mang lo sợ và tung tin quân giải phóng đã có xe tăng mà lại là xe của Mỹ, của Pháp. Dẫu vậy, kết thúc trận đánh, chiếc M41 đã bị súng chống tăng M72 của địch bắn thủng nhưng vẫn kéo được về điểm trú quân, trong khi hai xe AMX-13 và M24 bị hư hỏng nặng nên đơn vị đã hủy xe trước khi rời trận địa. Đây được coi là trận đánh đầu tiên và cuối cùng của M24 trong lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam. Còn số phận sau này của hai chiếc ở miền Bắc ra sao, chúng tôi cũng không rõ. Và cho tới hôm nay, hầu như ở mọi bảo tàng, không thấy bóng dáng của M24 từng phục vụ trong quân đội ta, ngoại trừ xác xe tăng M24 tại Điện Biên Phủ. Ngoài hoạt động trong quân đội nhân dân Việt Nam, M24 cũng được trang bị với số lượng lớn cho cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ năm 1955, sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương, Mỹ lập tức nhảy vào thế trận. Ở miền Nam Việt Nam, suốt 10 năm, từ năm 1955 đến năm 1965, M24 là xe tăng chủ lực hiện đại nhất của quân đội Sài Gòn. Ước tính, lực lượng Sài Gòn đã nhận được 137 chiếc. Tuy nhiên, hoạt động của chúng không có gì nổi bật, đa số là tham gia các cuộc diễu binh, diễu hành và nhất là cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm vào năm 1963. Các khẩu pháo 75 ly đã được lệnh bắn thẳng vào Dinh Gia Long vào ngày 1 và ngày 2 tháng 11 năm 1963, phá hủy hoàn toàn dinh này. Khi các xe tăng M41 bắt đầu được Mỹ viện trợ từ năm 1965, M24 hầu như đều bị loại biên chế, trở thành lô cốt công sự phòng ngự ở ngoại vi Sài Gòn. Tính đến năm 1970, chỉ còn 10 chiếc biên chế cho không quân làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ căn cứ. Cũng không ghi nhận việc trong số chiến lợi phẩm năm 1975, quân đội nhân dân Việt Nam thu được chiếc M24 nào nguyên vẹn, đa số có lẽ đều đã thành sắt vụn. Lịch sử M24 Chaffee ở Việt Nam đã kết thúc như vậy.